Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Bài học của ngày hôm qua của chúng ta có mình sẽ tiếp tục là Discourse Marker, một cái chức năng tiếp theo nữa. Chúng ta đã học được sắp hết rồi mấy bạn. Rồi, mình học cái chức năng mới là Discourse Markers là những từ tăng tính mạch lạc. Và mình học hôm nay sẽ là We can use to introduce a new topic carefully. Could I ask you a personal question? Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi riêng tư không? There's something else we need to talk about. Có một thứ nữa mà chúng ta cần nói với nhau. We can use when we pause before saying something, especially when you are not sure about what to say. Chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta tạm dừng trước khi nói một cái điều gì đó, đặc biệt là khi chúng ta không có chắc về cái mà chúng ta nói. Đây, ví dụ. He's not very pleased with your work, I'm afraid. Anh ấy không có hài lòng với công việc của bạn. Tôi lo là như vậy. Her last book was called what is it? I can't remember the name. Là cái quyển sách vừa rồi của cô ấy thì được gọi là cái gì nhỉ? Tôi không thể nhớ được. Rồi, hôm nay cái chức năng của mình học nó chỉ ngắn như trong cái ô này thôi nè mấy bạn. Là từ tăng tính mạch lạc hai cái này để mà dùng khi mà mình giới thiệu một cái chủ đề mới một cách thận trọng. Còn thì mình dùng để mà mình nói cái gì đó mà mình không có chắc. Hôm nay cái chức năng này nó ngắn nên là mình sẽ ôm lại những cái chức năng phía trên nha. Chức năng phía trên là sounding less direct, là nghe nó bớt trực tiếp, cho nghe cho nó khách quan hơn. Rồi mình đọc cái ví dụ nè. Can I just ask you a question? Đó. We can properly add some more water to the sauce. Is it perhaps one of your first times driving a car? Là mình thêm những cái từ này vô cho cái câu của mình nó nhẹ lại, nó khách quan hơn, không có bị tính bắt buộc. Là tôi có thể chỉ hỏi thêm một câu hỏi nữa thôi không? Rồi chúng ta có lẽ nên thêm một ít nước, có lẽ thôi, nên thêm nước vào cái nước sốt. Chúng ta, đây có phải là lần đầu mà bạn lái không? Đây có lẽ là lần đầu bạn lái phải không? Đó. Khi mà mình dùng properly thì cái câu nó sẽ nhẹ đi. Ví dụ như, there's a new restaurant in town. We should probably try it next weekend. Còn ví dụ này là, there's a new restaurant in town. We should try it next weekend. Thì cái câu ở dưới này nó mang cái tính bắt buộc cao hơn là cái câu ở phía trên. Câu phía trên nó thiên về gợi ý hơn. Rồi, chúng ta ôm lại cái này rồi. Bây giờ chúng ta ôm lại cái phía trên này nữa. Là discourse markers showing attitude, là thể hiện cái thái độ khi nói. Như là if you ask me, thể hiện quan điểm, thể hiện thái độ. If you ask me, obviously, I think, sadly. Rồi, để mình tắt cái quảng cáo này đi. Đó. I think, sadly. Rồi mình đọc lại mấy cái ví dụ này cho nó nhớ nha. Những từ tăng tính mạch lạc giúp mình thể hiện thái độ như thế nào đây? Cái này là thể hiện ý kiến nè. If you ask me, Neil is making a big mistake leaving his job to go traveling with his friends. Nếu bạn hỏi tôi sẽ cho ý kiến rằng Neil thì đang phạm một cái sai lầm lớn trong cái việc từ bỏ công việc để mà đi du lịch với bạn bè. We will obviously have to pay for the damage done to the window. Chúng tôi
rõ ràng rằng sẽ phải chi trả cho cái thiệt hại đã gây ra với cửa sổ. The whole problem has been caused, I think, by having too many cars on the road at busy times. Là cái vấn đề tổng thể mà bị gây ra, tôi nghĩ rằng bởi vì đó là có quá nhiều xe ở trên đường vào cái giờ cao điểm, giờ bận rộn. Sadly, Hilda has decided not to come with us. Là thật buồn, Hilda đã quyết định là không có đi với chúng ta. Vậy là mình xong thêm một chức năng nữa, chức năng thể hiện thái độ. Mình dùng if you ask me nè, obviously nè, hoặc là I think, đúng không mấy bạn? Rồi, sadly nữa. Rồi, mình tới cái chức năng phía trên, mình ôn lại một chút. Là ask responses, là sử dụng như là câu trả lời. Mình đọc ví dụ nha. So he opened the door, yeah, and he went in very quietly without waking her, right? He opened her bag and... Đó, cái này là mình nói để mình bày tỏ cái sự hứng thú với cái điều mà người nói, người ta nói cho mình nghe. Yeah, right. Đó, mấy bạn thấy không? Bày tỏ sự hứng thú. Rồi, mình dịch cái chỗ này nha. Anh ấy mở cửa ra hả? Ừ. Và anh ấy đi vào một cách yên ắng mà không có đánh thức cô ấy luôn. Đúng rồi. Rồi, anh ấy mở cái túi của anh cô ấy và các bạn này kiểu như trầm trồ right, chứ không phải là đúng rồi hay gì đó mấy bạn nha. Kiểu như bạn A là đang kể chuyện, còn bạn này là gật gù thôi. Rồi, to show surprise có nghĩa là thể hiện sự bất ngờ. We decided to go to Africa for a month next year. Oh, really? Là chúng tôi đã vừa mới quyết định là sẽ đi tới châu Phi một tháng vào năm sau. Ôi, thật hả? To show sympathy là thể hiện sự cảm thông. He can't play soccer for at least 6 months. He's broken his leg. That's terrible. Là anh ấy không thể chơi và đá bóng trong vòng ít nhất là 6 tháng. Chân anh ấy bị gãy rồi. Ôi, thật là tệ, thật là kinh khủng. Rồi, chúng ta học xong chức năng là câu trả lời rồi. Câu trả lời thì nó có thể hiện sự hứng thú, sự muốn người kia nói tiếp tục câu nói thì mình sẽ dùng right, yeah. Rồi sau đó thể hiện sự bất ngờ là oh really. Rồi thể hiện một cái khác nữa là sự cảm thông là mình nói it's terrible, that's terrible. Rồi mình quay lại một khăn khác nữa là nó giám sát cái chúng ta nói. Là mình nói cái điều gì đó theo một cách khác. Mình dùng what I mean is in other words, hoặc là actually. I just have to leave early. What I mean is I hated the show. It just wasn't funny. Tôi chỉ là phải rời khỏi sớm. Ý tôi là tôi ghét cái buổi biểu diễn đó. Nó thật là chẳng có vui tẹo nào. You exercise regularly. You have a good diet and you don't have too much stress. In other words, I think you have nothing to worry about. Your health seems very good. Bạn tập thể dục thường xuyên, bạn có một cái chế độ ăn uống tốt và bạn không có quá nhiều cái căng thẳng. Nói theo cách khác thì tôi nghĩ rằng bạn không có gì để mà lo ngại cả. Sức khỏe của bạn dường như rất là tốt. I think I've found a house I'd like to buy. Well, it's an apartment actually. It's ideal for me. Là tôi nghĩ tôi vừa mới tìm được một cái nhà mà tôi ưng. Tôi đó là một cái căn hộ, thật ra nó là một cái căn hộ nó rất là lý tưởng cho tôi. Mình thể hiện cái này là mình quản lý cái mình nói, mình kiểm soát cái mình nói nè, theo dõi những cái gì mình nói, thì mình cái phần này là
nói theo một cái cách khác, nói theo một cái ý, một cái giống như mình diễn đạt lại cho nó rõ ràng hơn. Rồi share knowledge có nghĩa là những cái kiến thức mà mình đã chia sẻ rồi hay là chưa chia sẻ. Ví dụ như you know hiring a car was a great idea. Bạn biết rồi, thấy chưa? Bạn biết rồi, đúng không? Là cái việc thuê xe hơi thì là một cái ý tưởng rất là tuyệt. Là cả người nói và người nghe thì đều biết về cái việc thuê xe hơi. Rồi, cái ví dụ thứ hai là cái kiến thức này chưa có được chia sẻ. Mình đọc ví dụ nha. Why don't you come and stay with me when you are in Lisbon? Tại sao bạn không đến và ở cùng tôi khi mà bạn ở Lisbon vậy? It be difficult. I have to be back in Dublin by Friday. You see, my sister gets married on Saturday, so I won't have time to visit. Là thật khó, tại vì tôi phải trở lại Dublin trước thứ sáu. Bạn bạn thấy đấy, tôi chị của tôi thì đám cưới vào thứ bảy và tôi không có thời gian để mà ghé thăm. Cái này là cái việc mà chị bạn này đám cưới thì cái bạn A không có biết nên là mình dùng UC. Rồi, vậy là mình xong thêm một chức năng nữa. Ôm lại một chút chút nữa thôi, còn hai hình như là hai nhóm chức năng nữa. Một nhóm chức năng nữa thôi là chúng ta xong. Rồi, nhóm chức năng sau này sẽ là tổ chức cái mà chúng ta nói, bắt đầu một cái hội thoại. Là mình dùng write. Let's get started. We need to get the suitcase into the car. Okay, I'll do that, Katie. Will you help me? Là bắt đầu đoạn hội thoại là mình nói right. Được rồi. Bắt đầu thôi. Chúng ta cần những cái chiếc vali vào trong xe. Ok, tôi sẽ làm điều đó. Katie, bạn giúp tôi nha. Rồi, mình tiếp tục nè. Now, we have with us in the radio, in the studio today, someone you will all know from television. John Rice, welcome to the show. Là bây giờ chúng ta sẽ có ở trong studio cùng với chúng tôi hôm nay là một người mà các bạn hẳn ai cũng biết từ truyền hình. Đó là John Rice. Chào mừng John Rice đến với cái chương trình. Mình bắt đầu hội thoại thì mình dùng right, mình dùng now. Rồi mình kết thúc hội thoại thì mình dùng so, right, ok. Rồi mình nghe nha. So we'll see you Sunday, Liz. Right, ok, mom. Ok, see you then, love. Bye, mom. Thanks for calling. Bye, Liz. Rồi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào chủ nhật, Liz nha. Dạ, được đó mẹ. À, được rồi con, gặp con sau nha, yêu con. Tạm biệt mẹ, cảm ơn vì đã gọi cho con. Tạm biệt Liz. Rồi, ở trong buổi họp thì cũng mình thấy là mình dùng mấy cái chữ này để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện nè. Rồi bây giờ trong buổi họp thì mình cũng dùng cái chữ này để mình kết thúc buổi họp nè. Anyway, is that set? Has anyone got any questions? No, I think we've done. Right, fine. Thanks everyone for coming. We circulate the documents tomorrow and make some follow-up calls about the project. Dù gì đi nữa thì rồi còn cái gì nữa không? Hết chưa ta? Hết chưa nè? Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào không? Không, tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Được rồi, tốt. Cảm ơn mọi người vì đã đến. Chúng tôi sẽ cho lưu hành những cái tài liệu này vào ngày mai và sẽ thực hiện những cái cuộc gọi theo dõi về cái dự án. Rồi một cái chức năng nữa là thay đổi hoặc là xoay sở cái chủ đề. Mình nghe hai bạn này nói chuyện nha. We went to town to buy wallpapers to we want to buy wallpaper to match the carpet. Did you try Kinnear's? They have a sale. We looked there, but Jim said he thought it was too expensive and he didn't like any of their designs. What does he like? He likes geometric shapes. Mình quên mất cái này nhấn âm ở đâu rồi.
để mình tra lại rồi đọc thiệt là đúng cho mấy bạn nghe. Mình nhớ là nhớ âm ba. Đúng rồi, geometric. 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 Shapes, he hates flowers. Anyway, we eventually found some that we both like. And when we went to pay for it, we realized that neither of us had brought any money. Đó, điều để thay đổi chủ đề, xoay sở lại cái chủ đề. Chúng tôi đã đi vào thị trấn để mua giấy dán tường hợp với cái khăn, hợp với cái thảm trải sàn. Bạn đã xem qua cái cửa hàng Kinney's chưa? Họ có một cái đợt sale đó, một cái đợt giảm giá. Chúng tôi đã nhìn ở cái tiệm đó rồi, nhưng mà Jim nói là anh ấy nghĩ là cái tiệm này bán mắc quá và anh ấy không có thích bất kỳ một cái thiết kế nào của họ cả. Vậy anh ấy thích gì vậy? Anh ấy thích những cái hình khối, những cái hình được kẻ hơn là những cái bông hoa. Anh ấy ghét bông hoa. Rồi dù gì đi nữa thì chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được một vài cái giấy dán tường mà cả hai đều thích. Nhưng mà khi chúng tôi đi tới chỗ thanh toán thì chúng tôi nhận ra rằng không có ai trong hai đứa thì đem theo tiền cả. Rồi, mình có cái chức năng trong cái nhóm này là sắp xếp lại cái mà chúng ta nói. Thì mình dùng firstly, secondly, lastly hoặc là for a start. Các bạn thấy không? Rồi, người ta ghi chú firstly, secondly thì nó trang trọng hơn là first và second. Rồi, mình có cái ví dụ I think Sheila may be having some financial problems at the moment. I don't think so, Caroline, for a start. She has all the money that her aunt gave her. What's more, she has a good job and she seems to have a good lifestyle. Tôi nghĩ Sheila có lẽ đang gặp khó khăn vấn đề về tài chính vào cái lúc này. Tôi không nghĩ vậy đâu Caroline ơi. Tại vì lúc đầu đó cô ấy có tất cả những cái tiền mà dì cô ấy cho. Và hơn nữa là cô ấy có công việc tốt. Cô ấy dường như là có một cái phong cách sống cũng tốt nữa. À, mình dùng for a start để mà mình sắp xếp lại những điều mình nói. Giờ mình nói cái này là bài bản nữa nè. Mình nói nè, firstly we are going to look at how to write an essay. Secondly, we are going to look at the way, look at what makes a good essay and what makes a bad one. Lastly, we are going to do some writing activities. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn vào cách viết một cái bài luận. Thứ hai, chúng ta sẽ nhìn vào những cái điều mà làm nên một bài luận hay và những điều mà làm cho một cái bài luận nó kém. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện một số hoạt động viết. Rồi, mình dùng những cái từ trong bảng chữ cái để mình liệt kê những cái lý do hoặc là những cái lý lẽ phản biện cho cái gì đó. Mình đọc ví dụ nha. There are two reasons why I think it's a bad idea. A, because it'll cost too much money, and B, because it'll take such a long time. Có hai lý do tại sao tôi nghĩ đây là ý tưởng tệ. A là bởi vì nó tốn quá nhiều tiền, và B là bởi vì nó tốn cũng khá là nhiều thời gian. Rồi, mình cũng học xong cái nhóm chức năng in đậm này rồi. Nhóm chức năng là tổ chức cái mà chúng ta nói. Rồi mình xem là cái phần tổng thể này coi ví dụ nào mà mình lâu quá mình không có đọc mấy cái ví dụ một phía trên này ha. Mình đọc cái ví dụ này nha mấy bạn. So I've decided I'm going to go to the bank and ask for a car loan. That sounds a good idea. Well, you need a car, right? Anyway, I was wondering if either of you would teach me how to drive. Chức năng này là để bày tỏ thái độ, để kết nối, để tổ chức, để quản lý cái mà chúng ta nói và để hoặc là để viết, để bày tỏ thái độ. Thì nó có cái ví dụ ở đây là mình bắt đầu cuộc nói chuyện nè. So, tôi vừa mới vậy là tôi vừa mới quyết định là tôi sắp đi tới ngân hàng để mà yêu cầu cho một cái khoản vay mua xe hơi.
Điều đó nghe thật tuyệt. À, wow, nhưng mà bạn cần một cái xe hơi sao? Right, đúng rồi đó, cần xe hơi hả? Anyway, dù gì đi nữa thì tôi đang tự hỏi rằng liệu hai bạn đó, một trong số hai bạn thì có thể dạy tôi cách lái xe không? Rồi mình xem ví dụ khác có còn ví dụ nào không? Rồi, những cái ví dụ là mình xem hết rồi đó. Rồi, discourse marker mình hôm nay mình là học là để mà thể hiện cái điều mình nói nó giới thiệu cái chủ đề mới mà mình thận trọng mình giới thiệu là mình dùng và mình không chắc chắn với cái mình nói thì mình sẽ dùng đó. Ngày mai mình sẽ học thêm một cái chức năng mới này là interjections. Là cái gì thì ngày mai chúng ta cùng tìm hiểu nha. À, thôi mình tìm hiểu luôn đi cho mình dứt điểm cái discourse marker này luôn đi mấy bạn. Còn có chút xíu này nữa thôi à. Chút xíu này nữa là xong. Rồi, những cái từ tăng tính mình là interjections là cái gì mấy tên? Để mình tra cái interjections là gì nha. Interjections. Mình xem có trang nào. Interjection là một cái thuật ngữ dùng trong ngữ pháp, là một cái âm ngắn, những cái từ ngắn hoặc những cái cụm từ ngắn được nói một cách bất chợt để mà bày tỏ một cái cảm xúc. Oh, look out, and oh là những cái interjections, là những cái thể hiện sự, những cái từ thể hiện cảm xúc được nói bật ra để thể hiện cảm xúc. Để mình coi coi cầu việc nó dịch cái từ này có ngắn gọn hơn không ha. Interjection là sự nói xen vào, à tháng từ, nó dịch ngắn gọn là tháng từ. Mình thấy tháng từ cũng đúng ha. Rồi những cái chức năng của một cái chức năng nữa của những từ tăng tính mạch lạc đó là tháng từ, như là oh gosh là hai cái từ riêng biệt. Rồi mình đọc cái chỗ này. An interjection is a single word exclamation such as hooray, oops, ouch, which shows a positive or negative emotion response. Một cái tháng từ là một cái sự diễn tả sự cảm thán bằng những cái từ đơn như là hooray hoặc là oops hoặc là ouch. Khi mà chúng ta bày tỏ một cái sự phản hồi, sự phản ứng về mặt cảm xúc tích cực hoặc là tiêu cực. Là chúng ta cùng đọc cái ví dụ này nha. The meetings been cancelled. Yippee! I've just dropped the box of eggs. Hai cái ví dụ này riêng biệt nha mấy bạn. Cái này là riêng. Và cái này là riêng. Rồi bây giờ mình coi coi yippee nó có nghĩa là gì nha. Mình mới gặp yippee lần đầu luôn. Yippee. Yippee có nghĩa là thể hiện cái sự rất là phấn khích. Mình rất là phấn khích, mình rất là thấy thảnh thơi. Ví dụ như cái buổi họp nó bị cancel rồi thì mình thấy thảnh thơi. The meeting's been cancelled. Yippee. Là mình vui, mình nói yippee. Giống như hooray cũng là chúc mừng. Oops. Hoặc là oops là bài hát của Britney Spears đó mấy bạn. Britney Spears là Oops, I did it again. Các bạn nhớ cái bài đó không? Rồi, ouch là mình làm cái gì đó mà mình lỡ tai, cái là mình thu lại thì mình dùng ouch. Rồi mình đọc cái ví dụ tiếp theo là I've just brought the box of eggs. Là tôi vừa mới làm rớt một cái hộp đựng trứng. Oh no. Là ôi không. Là cái việc đó là một cái tai nạn thì không ai mong muốn. Mình cảm thán bằng cách mình nói oh no. Rồi cái ví dụ tiếp theo. I don't think this dessert looks very fresh. Tôi không nghĩ rằng cái tráng miệng này nó nhìn nó rất là tươi đâu. Yuck. Để coi cái từ yuck này là phản ứng kiểu gì nha. Yuck là kiểu như là ớn hay gì. À, distaste, disgust, nó là
kiểu như thấy ớn quá. Rồi bạn này nói tôi không nghĩ là cái món tráng miệng này nhìn nó tươi mới gì hết, hay là nó mới kiểu như nó không có còn mới nữa, chắc là nó thiêu hay nó sắp hư rồi đó. Thì bạn này mới phản ứng là yuck, ớn quá. Rồi vậy là mình học xong hết discourse marker rồi, mình cũng ôn lại tổng thể từ đầu tới cuối rồi. Rồi chúng ta chào tạm biệt cái trang này mấy bạn nha. Nếu mà mấy bạn muốn ôn lại thì mấy bạn mở discourse marker ở trên Cambridge Dictionary ra các bạn xem nha. Rồi như đã hứa ngày hôm qua thì mình sẽ tìm hiểu một chút về contractions, là những cái từ mình đọc như là want to, mình không đọc theo want to mà mình đọc wanna, hay là be going to, hoặc là thì mình đọc là be gonna. Đó. Mình sẽ xem cái trang này của cô Liz. Right. IELTS speaking using contractions. Wanna, gonna. Đầu tiên mình tra cái contraction là gì mấy bạn nha. Contraction. Contraction là sự rút ngắn, sự thu ngắn, làm cho cái gì đó nó nhỏ lại. Nè, là một dạng ngắn của một từ. Giống như here's maybe a contraction of he is or he has. Đó là cái sự viết tắt, sự thu ngắn của he's, là sự viết tắt của thu, là sự viết thu ngắn của he is hoặc là he has. Right, contractions là cái dạng thu ngắn của từ. Rồi, wanna, gonna. Ở đây cô này đang trả lời cho cái câu hỏi là should we use contractions in your IELTS speaking test? Bạn có nên sử dụng cái dạng thu ngắn của từ ở trong cái bài thi nói IELTS không? Will you get a lower mark if you use contractions like gonna? Bạn sẽ nhận điểm thấp hơn nếu mà bạn sử dụng cái contractions như là gonna, có phải không? Đó. Đầu tiên là what are contractions? Dạng từ thu ngắn là gì? A contraction is when you combine two or more words to make them shorter and make them flow together when speaking. Một cái dạng từ thu ngắn là khi mà bạn kết hợp hai hoặc nhiều từ để tạo chúng ngắn hơn, hoặc là làm cho chúng có cái sự flow, sự mượt, sự trôi chảy cùng nhau khi mà bạn nói. Giống như là it is thì mình nói là it's, hoặc là one two thì mình nói là one. Most contractions để mình coi coi mình đọc đúng không nha. Contraction. Contractions are used in informal speaking. Is the IELTS speaking test formal or informal? The IELTS speaking test is 100% informal. Là hầu hết những cái dạng từ thu ngắn đó thì được dùng trong văn nói không trang trọng. Cái bài thi nói của IELTS là một cái bài thi trang trọng hay là không trang trọng vậy? Bài thi nói của IELTS là một cái bài thi 100% là không trang trọng. Tiếng tiếng Anh trong các bài thi nói là tiếng Anh thông thường thôi. Part 1 is informal short answers questions. Phần 1 là một cái là những cái câu hỏi và câu trả lời, những cái phần hỏi đáp ngắn không trang trọng. Part 2 is an informal talk. Phần 2 là một cái cuộc nói chuyện không có trang trọng. Part 3 is an informal discussion on broader current issues. Phần 3 là một cái cuộc thảo luận không trang trọng về cái vấn đề hiện, những cái chủ đề hiện tại đang nói mà nhưng mà nói rộng hơn. This means informal language is fine to use in all parts of the text. Điều này có nghĩa rằng ngôn ngữ không trang trọng thì ổn trong cho cái việc sử dụng trong tất cả các phần của bài thi.
They are accepted. They are an accepted part of spoken English. Đây là một cái phần được chấp nhận của tiếng Anh mà dùng để nói, tiếng Anh nói. One student pointed out that they even heard contractions used by the BBC and the British Royal Family. It is true. Một học sinh đã chỉ ra rằng họ thậm chí còn nghe cả thấy những cái dạng từ, những cái dạng ngắn của từ này nè, được sử dụng bởi đài BBC hoặc là gia đình Hoàng gia Anh Quốc. Điều này là sự thật. Using gonna, wanna, gonna. Mình thấy cái bài này nó cũng không dài. Nó dài là do phần comment ở dưới quá nhiều, mấy bạn thấy không? Nó chỉ có chạy tới một khúc ở phía này thôi. Mình dịch hết cái này cho mấy bạn rồi mình nghỉ ha. Tại vì mình học xong cái này thì mình thấy cái video của mình nó cũng dài rồi. Mấy bạn cũng có một lượng kiến thức cần phải nạp vào rồi. Thì mình thấy hôm nay như vậy là đủ. Bữa nay là 2 tháng 9 nữa. Happy Independence Day! Chào mừng ngày Quốc Khánh. Rồi, sử dụng wanna và gonna. Wanna thực chất là want to, là muốn. Còn gonna là going to, có nghĩa là sắp. Rồi, mình dịch nha. Yes, it's fine to use contractions, words joined in pronunciation in the IELTS speaking test. In fact, it would boost your score for pronunciation. Vâng, hoàn toàn ổn khi sử dụng những cái dạng ngắn của từ. Những cái từ được kết hợp lại với nhau trong việc trong cái lúc mà mình phát âm trong cái bài thi nói của IELTS, thực ra là nó sẽ làm tăng cái điểm của bạn cho cái phần phát âm nào đó. Trong phần phát âm, các bạn nhớ nó có bốn tiêu chí chấm điểm không? Đầu tiên là cái gì ta? Đầu tiên là fluency and coherence, xong rồi sẽ là lexical resource, rồi grammatical range and accuracy, và cái cuối cùng là hình như là pronunciation. Mình không có nhớ kỹ bốn cái tiêu chí đó, nhưng mà mình nhớ đại khái nó là như vậy. Rồi, mình dùng one two nè, mình thấy mấy bạn thấy không? One two thì bằng với one nè. I really wanna go to the cinema today. Tôi thực sự muốn đi tới rạp phim tối nay. The majority of students wanna travel before starting university. Là đại đa số học sinh sinh viên thì muốn du lịch trước khi mà bắt đầu đi học đại học. Going to bằng với gonna. He's going visit his grandmother this evening. Anh ấy sắp ghé thăm bà của anh ấy vào tối nay. The local council are gonna improve the roads in this area. Là hội đồng địa phương, chắc là ủy ban nhân dân đó các bạn, ủy ban nhân dân địa phương đó, thì sắp cải thiện cái đường xá ở trong cái khu vực này. Rồi cô ghi chú cho chúng ta nè. Wanna and gonna are only used in spoken English and not in formal writing. Cô nói là cái gonna và gonna thì chỉ được dùng trong cái tiếng Anh nói thôi, chứ không có được dùng trong tiếng Anh viết trang trọng. The reason is that wanna and gonna are pronunciation features. It is how we pronounce one, two, but it is not how we write it in formal written language, written English. Cái lý do là chữ wanna và chữ gonna chỉ là một cái đặc điểm để mà mình phát âm thôi, chứ nó chỉ là cái cách. Đặc điểm phát âm có nghĩa là sao? Đặc điểm phát âm có nghĩa là nó chỉ là cái cách mà chúng ta phát âm cái từ one two, chứ cái nó không phải là cái cách để mà chúng ta viết nó ở trong cái tiếng Anh viết trang trọng. It is fine to use the words in your IELTS speaking test, and in fact,
will help with your pronunciation span score. Là nó là cái điều tốt để sử dụng những cái từ này trong phần thi nói. Why else? Và thực chất rằng nó sẽ giúp bạn giúp cái điểm phát âm của bạn giúp rất là hỗ trợ rất nhiều cho cái điểm phát âm của bạn. Are these contractions in the Cambridge Dictionary? Những cái nói âm như vậy đó, những cái nói ngắn, nói âm như vậy thì nó có ở trên từ điển của Cambridge không? Yes, they are. Đúng rồi, có chứ. Follow the links. Wanna, gonna. Các bạn, mình vô cái link wanna này. Đó. Wanna. Wanna. Wanna là not standard, là không phải là tiêu chuẩn nha mấy bạn. Đó. Short form of want to or want a. Do you wanna go now? Do you wanna? I want a hamburger, mom. Các bạn thấy không? Rồi. Có ví dụ của con nè nữa nè. Gonna. Gonna. Gonna thì thường sử dụng ở US hơn nè. What are you gonna do? Là bạn sắp làm gì? Là một cái dạng không có trang trọng của từ going to. Các bạn thấy Cambridge nó thể hiện không? Rồi chúng ta trở lại. IELTS speaking pronunciation. Pronunciation is 25% of your marks for IELTS speaking. Là phần phát âm của phần thi nói IELTS. Phát âm chiếm 25% điểm số của bài thi nói IELTS. This means the way you pronounce sounds, words, and sentences are marked in your speaking test. Điều này có nghĩa rằng cái cách mà bạn phát âm những cái âm và những cái từ và những cái câu thì được chấm điểm trong cái bài thi nói. Part of that does include linking sounds and linking words. Một phần của cái điều này, một phần của cái điều đó thì có bao gồm cái việc kết nối những cái âm và kết nối những cái từ such as như là gonna, wanna, it's and doesn't. Như là mình dùng mấy cái từ này, mình đọc mới đọc xong cho các bạn. So try to learn these contractions and use them naturally in your test. Cho nên hãy cố học những cái dạng nói ngắn này, những cái dạng nói tắt này và sử dụng chúng một cách tự nhiên trong cái bài kiểm tra của bạn. Common list of contractions là những cái danh sách, những cái dạng từ mà mình nói ngắn lại, dạng ngắn của từ phổ biến. Để mình tra từ điển Anh Việt coi nó có cái nghĩa ngắn gọn của chữ contraction hay không. Contraction, dạng rút gọn của một từ. Dạng rút gọn. Dạng rút gọn, mình dịch ngắn gọi là dạng rút gọn. Danh sách dạng rút gọn, thông dụng. I am, thì mình dịch là, đọc là am. Để mình coi coi nha. I'm. Am. I'm. Am. 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 Nó am. Này đọc là I am hoặc am. You are đọc là you are. You. 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 You are. You're. 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 He is đọc là his. She is đọc là she's. It is đọc là it's. We are đọc là we are. We're. Đó, mấy bạn cứ tra từ điển này nó có hết. We're. 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 They are đọc là there. They are. There. 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 There.
Rồi, cái này là động từ to be ha. Và động từ to have thì mình có I have, I've, you have, you've, he is, he has, his, etc. Được, will thì mình đọc là I will, mình đọc là I'll. I'll. Đó, mấy bạn thấy không? Nó có đầy đủ ở trên từ điển hết. You will thì mình đọc là you'll. He will thì mình đọc là he'll. Rồi, negatives thì mấy cái này rất là đơn giản. Mấy bạn xem lại là nhớ ngay đúng không? Is not, isn't. Are not, aren't. Aren't hay là aren't ta. Mấy bạn có nhớ cái cách đọc này không nè? Aren't. 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 Đó. Mình đọc, đừng có đọc iron nha. Iron là sai. Mình bây giờ mình sửa là cách đọc là aren't. Aren't. Mình cong lưỡi rồi mình aren't. Aren't. Doesn't. À, does not hay là doesn't. Did not, didn't. Didn't. Has not, hasn't. Have not, have, haven't. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. Could not, couldn't. Rồi, mình sắp hết rồi mấy bạn. Còn chút nữa là mình hết rồi. Cố lên. Remember, these contractions are not used. Nhớ rằng những cái dạng rút gọn này thì không được dùng. Một, informal writing, such as in IELTS writing task 2, là ở trong phần viết trang trọng như là phần IELTS viết của cái bài 2. Two, report writing, những cái bài viết báo cáo. Three, formal letters or business letters, dùng trong những cái thư trang trọng hoặc là những cái thư làm ăn, thư kinh doanh, thư làm ăn. But they are good to use in IELTS speaking, nhưng chúng rất là tốt để mà dùng trong phần thi nói của IELTS. Contractions could also, contractions can also be used in informal writing, such as GT writing, task 1, informal letters. Này là general training nha mấy bạn. GT là general training, phần viết của cái bài thi mà general chứ không phải là academic. Right. Những cái dạng rút gọn của từ có thể được sử dụng ở trong cái bài viết không trang trọng, như là được dùng trong cái phần viết bài 1 của bài thi viết general trong cái bài lá thư mà không trang trọng đó. Rồi, advanced constructions là những cái dạng rút gọn từ nâng cao. The constructions below are only used in speaking and not in writing. Những cái dạng rút gọn từ ở phía dưới thì chỉ được dùng trong nói, không được dùng trong viết. It is good to use these types of contractions in IELTS speaking. Là nó thì tốt cho cái việc dùng những cái dạng rút gọn từ này ở trong bài thi nói IELTS. I should have, I should have. Các bạn thấy không? Ta viết tắt để mình đọc như vậy. Rồi, I should not have là I shouldn't. Rồi, I could have, I could have. I could not have, I couldn't have. I would have, I would have. I would not have, I wouldn't have. Mình ít khi nào dùng cái dạng nâng cao này lắm mấy bạn. Có thể là do mình chưa có luyện tập nhiều, mình sử dụng những cái should have, could have với là would have này. Mấy bạn thấy những cái này là mình hay dùng, mình gặp, hay gặp trong câu điều kiện loại mấy nhớ không nè? Câu điều kiện loại, loại 3. Rồi, ví dụ những cái câu mà sử dụng những cái dạng rút gọn của từ này. Bài viết của cô Liz rất là hay mấy bạn ha. Là chúng ta có lý thuyết xong chúng ta có ngay ví dụ. Học tiếng Anh là như vậy, phải có ví dụ thì mình mới nhớ được. Chứ mình đọc lý thuyết chay thì nó
nó rất là khó. Mình học môn gì cũng vậy hết. Mình thấy là lúc mà mấy thầy cô mà dạy mình lý thuyết không, mình nghe mình cũng gật gù, mình hiểu được, nhưng mà kêu mình làm mình không có làm được. Nhưng mà lúc mà mình tìm hiểu ví dụ rồi đó, thì đưa cho mình một bài, một cái đề bài tương tự thì mình làm được. Mình dựa vô cái ví dụ mà mình đã học, mình hiểu nó, mình ngắm nó sâu hơn. Rồi mình đọc ví dụ. I should finish my homework last night, but I didn't. Tôi lẽ ra nên hoàn thành cái bài tập về nhà của tôi hôm qua, nhưng mà tôi đã không làm được. He wouldn't have gone traveling if he'd know how expensive it was gonna be. Anh ấy lẽ ra là không có đi du lịch nếu mà anh ấy biết được rằng nó mắc đến như vậy thì anh ấy đã không có đi. Mình tra thử cái wooden ver này coi. Từ điển nó có dạy mình không ha? Wood. Từ điển nó không có dạy mình cái này mấy bạn ơi. Cái này mình phải tự đọc à. I wouldn't have gone traveling if he'd know how expensive it was gonna be. The government should develop better public transportation. If they wanna limit global warming, they need to limit the use of cars, and the best way to provide cheaper and more efficient bus services. Chính phủ lẽ ra nên phát triển cái hệ thống phương tiện công cộng tốt hơn. Nếu mà họ muốn giới hạn cái sự nóng lên toàn cầu thì họ cần phải giới hạn cái lượng sử dụng xe hơi, và cách tốt nhất là cung cấp cái dịch vụ xe buýt hiệu quả hơn và rẻ hơn. If you're gonna learn a language, then improve your pronunciation. Nếu bạn sắp học tiếng Anh thì hãy cải thiện cái sự phát âm của bạn đi. Rồi, vậy là mình đã học xong cái bài học về contractions của cô Liz, IELTS Liz. Các bạn thấy không? Là chúng ta đã học xong rồi. Ở dưới đây là cô giới thiệu thêm những cái trang chính để mà mình học IELTS nè, những cái phần này. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn cứ đọc thêm, đọc và ráng ghi nhớ để mà mình áp dụng nó. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay là hết ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn vào bài học ngày mai.